Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em nha. Ở đây hôm nay mình sẽ vào bếp làm món bông cải xào sốt gà nha. Ở đây là có một tay nấm đùi gà 100g, một củ hành tây vừa vừa, tỏi, ớt, hành lá, bông cải mình cũng mua về rồi mình cắt ra cho vào thau nước muối, mình ngâm khoảng 10 phút 15 phút rồi mình xả lại cho nhiều nước cho sạch nha. Rồi ở đây là củ cà rốt, củ cải đỏ nữa các bạn. Mình cũng tỉa bông tỉa hoa rồi. Ở đây là hai trái cà chua. Rồi, gia vị thông thường cũng đường, muối, bột ngọt nha. Mình làm tới đâu mình sẽ chia sẻ tới đó. Bây giờ mình sắc nấm ra nha. Tại vì nấm này mình cũng rửa sạch rồi. Bây giờ mình bắt cái nồi nước lên, mình cho vào miếng muối. Nước sôi mình cho bông cải vào, mình trụng sơ. Cho cà rốt vào luôn. Bây giờ mình vớt ra thao nước. Cho vào thao nước nha, tô nước. Mình cho nấm vào. Cho miếng hành, miếng tỏi vào cho nó thơm nấm. Bây giờ nấm mình trụng sơ qua, nấm trong lại làm vớt nó liền. Cái nước này nó rất là thơm luôn. Bây giờ mình bắt cái chảo rồi mình cho vào chút xíu dầu. Bây giờ dầu đã nóng, mình cho hạt tỏi vào, hành vào. Cho vào tí ớt. Ớt này là ớt không có cay nha các bạn. Rồi, mình cho nó cải. Mình cho nóng vào luôn. Mình cho vào đây một xí bột niêm, chút xíu thôi nha. Khoảng nửa muỗng cà phê thôi, đừng bỏ nhiều. Nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột niêm. Chút dầu mè, dầu hào. Dầu mè, cái nào cũng chút chút thôi. Xí nước mắm chai nha. Rồi. Mình cho vào một miếng tương cà nha. Nếu các bạn không có tương cà thì mình lấy trái cà mình xào nha. Hồi nãy mình trình bày trái cà, nhưng mà nhà có tương nên mình làm tương cà. Khỏi cần mình bầm cà, còn các bạn không có thì phải bầm cà xào vô nó mới ngon nha. Nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn vậy ăn cơm bắt lắm. Cái nấm á thì nó dai, nó sực sực cũng ngon. Giờ món ăn của mình cũng đã chín rồi, mình cho hành lá vào. Cho hành tây vào. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ món ăn của mình đã cho ra dĩa nha các bạn. Mình trang trí một cọng hồ rí lên.
Rồi bây giờ món ăn nấm xào bông cải xanh của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc cô chú anh chị em món này ăn ngon miệng nha. Làm đơn giản mà ăn ngon miệng, cái món ăn hàng ngày mình làm đơn giản thì nó tiện lợi hơn nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.